sao? Nãy gì đây? Gì đây đây? Hả? Gì đây đây? Cái đít chứ cái gì? Đó, trời trời. Ốc vàng có bụp luôn à. Vàng nằm có bung như mặt anh hai luôn. Tại vì biết sao nãy giờ anh hai chơi giúp cưng không mà không có chơi giúp vàng, vàng tức quá, vàng nằm có bụp. Anh hai cứu cái đầu vàng giờ. Bất đích đẹp gì cứng cứng ở đâu coi. Đâu, cái đích ở đâu coi coi. Để đâu mất tiêu rồi. Ây, cái đích quay đâu rồi? Ở đây nè. Để cái gì vậy ta? Không phải. Cái đích út vàng vàng quay đâu mất tiêu rồi, không thấy nữa. Út cần hiện biết cái đích nằm ở dưới đây nè, lũ lũi dưới đây nè. Út vàng quay đích đâu mất tiêu không biết nữa. Trời ơi, nó ơi. Út vàng đá ăn cái út cần hết hồn luôn. Anh hai, Út vàng làm em hết hồn. Út cưng mấy bữa cũng làm Út vàng hết hồn chứ bộ. Hai đứa đừng đập nhau nha. Em nó nghe lời đó, nó giúp nhích nó trả lời anh hai đó, dạ đó. Rồi anh hai dặn dò với em, dặn đi. Đang suy nghĩ. Mai mốt kìa đừng có khóc nha. Đi coi. Nghe em nói chuyện không? Chưa. Em đã nói hả? Hai đứa gà mẹ mốt nhớ ăn lẹ giống anh hai nha. Đừng có lười biếng ăn nha. Rồi bây giờ ở trong bụng có nên dành ăn với nhau không? Dạ không. Ơi con muối.